Rồi mình chào mọi người ha. Hôm nay có đến giờ đây nè. Đó, dây này dây lớn này, dây này chắc là hay sửa xịt thuốc đó mọi người ha. Phun thuốc là ok luôn ha. Rồi, thì bây giờ mình bán mấy dây này nha. Đó, dây này. Đó, mình sạc ra nó lẻ. Cái này trước mình cũng bán rồi, đợt trước mình cũng về bán dây không số mà nó cũng ba lớp luôn rồi ha. Lấy con dao đọc vô. Đó, giờ mình bán rẻ luôn nha. Đó, đây nè. Đây nghe. Đó, lớp bố nè. Đó, ha. Lớp bố ngoài, lớp kia trong nữa nè ha. Đó, dây Nhật là nó vậy không ha. Rồi, đây bên đây mình bán nè. Cái này 13 mét nè. 13 mét nè ha. Ồ. 13 mét. Cái này là ăn... này 25 mét đó, thì để bán nè, 25 mét mình bán 200 luôn nè đó, 25 mét ha, 200.000 đó, 25 mét nha đó, 25 mét à, không 25 mét đâu nữa, 25 với 13 mét nè đó, mình bán hai đàn này nè, ba coi như là 38 mét ha đó, 38 nè, đàn này là 10 này là 6 89 mét nè. Đoạn này là nhiêu? Đó, mình bán cần 29 mét. Rồi, để mình cần cái... rồi đây nè. À, này nè, 25 với 13 mét đúng không? 38 mét bán 350 nha. Đó. Đó 350 ha. Đó, 25 với 13 mét nè. Đó, vậy thì mình đo kích thở cho mọi người xem. Nên nó có gân nha, nó khác cái dây bữa anh bán chút. Dây này bữa anh lại anh kia anh lại anh mua thì mình vừa cái gắn vô cái đầu hơi của nó là 8 ly nha, ở ngoài 8 ly ha. Ở trong nè. 5 ly ha. Ở trong 6 ly nha mọi người. Đó. Đây nè, đó bình thường đó. 6 ly ha. 5 ly rưỡi 6 ly vậy mọi người ha. Đó, 6 ly, khoảng 6 ly. Rồi. 5 ly rưỡi 6 ly nha, khoảng đó, rồi. Đoạn này là 25 m với 13 m. Đó mình bán 350 nha. Đó. Về mọi người xài cái gì xài ha, quá rẻ. Đoạn này 29 m nè. 29 m nè ha. Đây nè, 29 m. Với lại đoạn này 8 m, 9 m. Đó. Một đoạn 8, đoạn 9 nè. Đó ha. Với đoạn này 29 m. Là tổng cộng là 17 50 mấy mét ha. Đó mình bán 400.000. Đó người mua hả? 59 mét với 17 mét. 29 với 17 mà cái này 89 nha. Đó 99 với 17 với 29 là 46 mét ha. Đó bán 400 nha. Đó cái 350. Đó. Rồi dây này dây thuốc. Dây này nè. Đó dây thì thuốc ha. Đó có đã hai bạn lẻ nè. 10. Đó. Dây đoạn này ha. Đây. Đoạn này là 7 m hơn. Đoạn này 10 m. Đó mình bán 7 m. Đó bán 4 30 là coi như là như 17 mét ha. Mình bán 450 nha. Đó. Thì nếu mà muốn lấy lẻ đoạn này thì hai đoạn này là 300 nha mọi người. Đó 10 mét. Hay tính hai tính 280 thôi mọi người ha. Đoạn này đó 450 nha. Đó hai cái một bạn 7 mét hơn, đoạn 10 mét. Đó dây đó này. Da băng nha. Đó. Cái đường nè, nó có lớp lúc nào nó lớp lớp ở giữa nha. Đó, dây này xịt thuốc là vô tư dẻo nè, mềm này ha, có gân nữa đó. Rồi đây nè, đó, da bằng 8.5 nè, đó, da bằng tiếng Nhật nè. Ở phi trong là 8.5 để mình đo phi trong nè, cũng là 8.5 ha. Ở ngoài là 10 14 ha.
14 nha mọi người. 14. Rồi. Đó, hai đoạn này. Mình bán 450 nha. Đó. Người về xịt hay gì đó. Đoạn 7 mét hơn, đoạn 10 mét. Đó, lẻ ra ha. Rồi mọi người mua ở đây mình còn nè. Thì nó cũng tụt lên mình chưa soạn ra. Đó, y chang vậy luôn. Nó có số luôn nè, da bằng nè ha. Đó. À, người cần thì đó, mua nhiêu thì mình chặn ra mình báo mét cho số mét cho mọi người. Rồi, cái dây ống này. Coi cái số nó khoảng 39 mét, 38 mét nè ha. Đó, thì cái này mình bán giá cho mọi người. Cái này là ống này đường kính của nó. Nó cũng có lớp bố ở giữa nha. Đây. Của nó ngoài là 20 25 24 à. 23 ha, 23 nè. À, ở trong là chắc 19 quá. À, 19 ha. À, 23 19. Đó 39 mét. Đó cái này nó có số in số mình không ghi chữ nha mọi người. Đó. Thì mọi người lấy hết cái này á. Khoảng 39 mét nè, ở đây là đây số 1. 39 40 mét vậy ha. Đó. Thì đến đây cái số luôn ha, mà nó không ghi chữ nha. Cái dây này dây giật luôn mình cũng bán mấy lần rồi. Đó. Mình bán cái 40 mét này mình bán 1 triệu nha. Đó. Đó 1 triệu cho mọi người luôn. Đó người xài là vô tư ha, tính ra khoảng 25 000 mét nha mọi người. Đó. Rồi. Bán 900 luôn đi. Tại này không có chữ đó, 900 nha. Gần 40 mét nè. Nó đây đây số 38 mà dư khúc này. Đó. Rồi. Người xem kênh nhớ bấm mình một like ha. Thì mình cái soạn ra từ từ tại bãi cũng không có hàng mấy á, dây á thì mọi người xem cái này nào thích hợp thì mọi người mua ủng hộ mình giúp mình ha. Rồi cảm ơn mọi người.